Truyền thông phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, mở đầu chương trình điểm tin hôm nay, thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không sẽ thông tin cập nhật đến quý bệnh nhân, người nuôi cùng quý ông bà, cô chú, anh chị về các hoạt động hiện tại và những ngày sắp tới. Xin trân trọng. Mình cộng tác tốt với các thầy và khi mình trở về nhà sau cái chương trình hỗ trợ điều trị đó, mình có thể mình nắm được cái phương pháp của cha để nó sẽ giúp ích cho mình trong cái thời gian mà mình trở về nhà đó. Là lúc đó không có sự theo sát của các thầy nữa, mà lúc đó tự mỗi bệnh nhân mình dựa trên những gì mà các thầy đã chia sẻ ngày hôm nay và những ngày trước đó đó, để mình nắm được và mình tự mình chăm sóc sức khỏe của mình bên cạnh những cái phương pháp khác. Thì đó là mục tiêu chính mà các thầy mong muốn, là làm sao để truyền tải được hết những cái điều mà các thầy đã học được từ cha trên tinh thần yêu thương cho không. Cha sống một tinh thần bác ái và ăn cây cỏ mà hạt giống, yêu thương cho không, để giúp các thầy có được ngày hôm nay. Thì các thầy cũng trao điều đó tới tất cả quý bệnh nhân để làm sao mình tự mình đứng vững trước cái căn bệnh ung thư của mình. Như buổi sáng thường lệ thì cứ thứ bảy là thầy hướng dẫn ở đây, thì các thầy vẫn khám bệnh và làm việc bình thường. Thì quý bệnh nhân cứ đi khám, cứ theo thứ tự đi khám. Khám xong rồi ra ngoài đây ngồi chờ thầy, nghe thầy hướng dẫn một chút, rồi mình sẽ nhận gạo, nhận thuốc rồi mình mới về. Trong trường hợp mà cái sức khỏe của mình không cho phép ngồi lâu á, thì quý bệnh nhân nào có mệt thì cứ vào phòng của các thầy để mà nằm. Mình sẽ tư vấn xong, các thầy sẽ hướng dẫn chia sẻ xong thì mình mới về, chứ không có về trước nha. Trước khi đi vào cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay, thầy muốn sinh hoạt một chút với tất cả quý bệnh nhân về cái chương trình công việc của phòng khám. Có ba việc chính mà thầy muốn chia sẻ. Cái việc thứ nhất là về cái chương trình làm đường. Cái con đường từ ngoài lộ vô đây là tính tới cái cầu á là 350 mét, mà tính hết cả hai đầu đoạn đường là tổng cộng là 793 mét, bao nhiêu đó là gần 800 mét chiều dài. Thì vừa rồi cái ngày mà lễ ra phòng khám cho các bệnh nhân đó, thì một số mạnh thường quân cũng như là phòng khám có lên một cái chương trình, đó là trong thời gian dài sắp tới là mình sẽ lập một cái quỹ để mà tiến hành mình làm cái con đường này. Và các thầy cũng đã trao đổi với địa phương cũng như là được sự đồng thuận của địa phương, chính quyền là cho phép mình làm con đường từ ngoài lộ vô đây, vô phòng khám, mà mình sẽ đi hai đầu. Đầu lộ cây dầu qua là đường ở phía sau lưng mình nè, phòng khám nè, và ở phía trước mặt phòng khám là có hai con đường, tổng chiều dài là gần 800 mét. Với nhà đầu tư thì những nhà đầu tư thì đang chờ cái bản thiết tính từ phòng khám cũng như là xây dựng cái con đường này tiến hành như thế nào, thì các thầy sẽ cung cấp cái bản thiết tính đó cho các nhà đầu tư, các mạnh thường quân để họ thực hiện con đường này. Thì tổng chiều dài như vậy thì dự kiến sẽ là bề ngang là 3 mét làm đường nhựa và đổ hai lớp. Thì có một nhà thầu đã lãnh là 300 triệu cho tổng chiều dài là 800 mét đó. Tại vì cái con đường này trước đó cha đã đổ đá rồi. Năm 2018 là cha đã có tiến hành đổ đá, những cái lớp đá ở phía dưới rồi. Bây giờ thì còn rải lớp nhựa nữa lên và đi hai lớp. Đó là cái chương trình sắp tới là các thầy sẽ lập một cái quỹ, là quỹ để làm đường, và kêu gọi cái tổng số kinh phí là 300 triệu. Và với cái mức 300 đó sẽ tiến hành làm con đường hai đầu từ ngoài lộ vô tới phòng khám và từ phòng khám ra tới lộ cây dầu. Thì
Thầy mong rằng các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân sẽ đồng hành cùng với phòng khám để cùng nhau chung tay góp sức xây dựng cái con đường này. Bởi vì cái mong muốn của các thầy là làm sao mang đến cái điều tốt nhất cho bệnh nhân, đặc biệt là trong thời điểm lúc này đang là mùa mưa, đường xá rất là khó khăn để đi. Những bệnh nhân ở gần phòng khám là hầu hết là chủ yếu là những bệnh nhân đi lại khó khăn, mà các thầy thấy là có một số bệnh nhân là phải đi bằng xe lăn á, đẩy xe lăn từ nhà trọ qua bên đây, mà cái đường đá mà gồ ghề á, thì có những cái xe lăn mà một số xe lăn thì thấy là gắn thêm cái cây nạng để mà đẩy cho dễ. Thì đối với những thanh niên có thể đẩy được, mà những cô hoặc là các bác mà lớn tuổi thì cái chuyện đó thì nó hơi khó khăn. Thầy cũng thấy một số người dân địa phương hoặc là chủ nhà trọ có đẩy bệnh nhân qua, thì cái đó cũng là một điều rất là đáng mừng, một cái tấm lòng bác ái, thầy thấy là có sự ấm áp. Cho nên là mong muốn làm sao trong thời gian sắp tới là sẽ vận động được cái nguồn kinh phí để làm đường, làm tuyến đường này, để giúp cho bệnh nhân có điều kiện đi tới phòng khám một cách tốt đẹp hơn. Đó là chương trình là như vậy. Một lần nữa thì thầy cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã đồng hành với phòng khám, cũng như là tạo mọi điều kiện để phòng khám có thể thực hiện được cái con đường này trong thời gian sắp tới. Và ở địa phương cũng đã cho biết rằng là khi mình đã kêu gọi vận động được nguồn kinh phí để làm thì địa phương sẽ giải phóng mặt bằng, có nghĩa là việc hợp dân cũng như là để con đường nó thuận tiện được tiến hành á, thì địa phương sẽ đứng ra là người giải phóng mặt bằng cho tuyến đường này. Cho nên là tất cả những người dân địa phương hai bên sẽ nhất trí và đồng thuận, tại vì cái con đường này trước đó là nhà nước đã bồi thường rồi, bồi thường cái lộ bờ kinh này rồi, cho nên thì việc giải phóng mặt bằng thì cũng tương đối dễ, chỉ cần mình xin được kinh phí là mình sẽ tiến hành làm. Đó là cái việc đầu tiên nha, chúng ta dành tràng pháo tay đi mừng cho cái điều đó. Đó là việc đầu tiên mà sắp tới phòng khám sẽ thực hiện, thì khi nào có đủ kinh phí thì sẽ tiến hành làm. Có thể là nó cũng không có sớm lắm đâu, khi nào mà đã vận động đủ 300 thì các thầy sẽ cùng với Mạnh Thường Quân, cùng với địa phương ở đây sẽ tiến hành tổ chức thi công con đường. Đó là chương trình về lâu về dài. Còn trước mắt là các thầy vẫn phải kêu gọi nguồn kinh phí để lo cho phòng khám mỗi ngày mỗi hoạt động. Tại vì khi mà bệnh nhân tới đây, các thầy yêu thương cho không, các thầy không có lấy tiền bệnh nhân. Tuy nhiên những cái chi phí trong phòng khám đều phải được đảm bảo, để làm sao đảm bảo quá trình điều trị của bệnh nhân được tốt nhất, không có ảnh hưởng, không gián đoạn là số lượng bệnh nhân đông. Thì gạo nè, thuốc nè, hiện tại thì mặc dù thuốc các thầy có thể sản xuất một số loại, nhưng một số loại phải mua nguyên liệu trực tiếp, tại vì cái nguồn thuốc mình không có, bắt buộc mình phải mua. Về gạo, về thuốc, về bình nước, rồi điện, rồi kim châm, rồi tất cả những cái chi phí trong phòng khám đều phải làm sao đảm bảo. Thì cái đó là các thầy cũng mỗi ngày cũng đang vận hành. Thì kính mong quý Mạnh Thường Quân và nhà hảo tâm đồng hành với các thầy lo cho các bệnh nhân. Thì trước đây các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm và quý ân nhân cũng làm việc trực tiếp với cha, và cho tới thời điểm hiện tại cũng tiếp tục gắn bó và đồng hành với các thầy. Thì con xin thay mặt phòng khám xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, quý ân nhân đã đồng hành cùng với cha Phêrô Nguyễn Giang Tường như trước đây, và cũng đã tin tưởng chúng con và tiếp tục đồng hành giúp đỡ cho phòng khám có được ngày hôm nay để lo cho bệnh nhân. Một cái chương trình kế tiếp mà các thầy đang thực hiện đó là việc in quyển sách. Thật ra là rất là vất vả luôn mọi người, bởi vì
những cái công việc này thì ngày trước cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là người thực hiện, còn các thầy chỉ lo về góc độ chuyên môn thôi. Có nghĩa là các thầy thuốc ở đây cha đã sắp xếp cho từng thành viên một cái góc độ nhất định trong cái chuyên môn. Ví dụ như người thì tiếp nhận hồ sơ, người thì lo khám chữa bệnh, người thì lo phần nước, người thì lo phần thuốc, người thì làm công tác bảo vệ phòng khám. Đó là cái chương trình cha đã tổ chức và đào tạo từng thành viên một, hướng dẫn cho những ai làm những cái khâu gì chịu trách nhiệm. Cho nên là quý bệnh nhân thấy khi cha nằm xuống là phòng khám được vận hành một cách trôi chảy, không phải các thầy hay đông, mà là cha đã sắp xếp như vậy đó. Mọi thứ cha đã an bài sẵn như vậy, mà chính các thầy cũng, mỗi người cũng phải thực hiện đúng cái vai trò và bổn phận của mình trong chương trình của phòng khám, cho nên là mọi thứ nó đều vận hành một cách tốt đẹp. Thì trong thời gian vừa qua, chắc có lẽ thầy cũng giới thiệu cái này nhiều rồi. Đây là quyển sách ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường. Đây là quyển sách do thầy thuốc, các học trò của cha đã chăm chỉ và ghi chép lại cái phương pháp của cha, và đã xuất bản từ năm 2020. Mình có thể thấy nhìn cái logo này, cái bản hiệu này và quyển sách này, đây chính là bản quyền của các thầy đó. Có nghĩa là các thầy là người trực tiếp viết ra quyển sách này mà lúc cha còn sống. Có nghĩa là cha đã trao phó cho cái việc đó cho các thầy. Có nghĩa là cha cho phép các thầy viết ra quyển sách này và xác nhận cho quyển sách này là đúng với cái nguyên tắc của cha, cái nguyên bản của cha ngay từ đầu. Cho nên là năm 2020 là các thầy và cha đã cho ra đời quyển sách này để mang đến cho mọi người một cái phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, và đã sẵn xuất bản ra là 1.000 cuốn là xuất bản lần đầu tiên của nhà xuất bản Hồng Đức. Và cho tới thời điểm hiện tại thì cái số lượng sách nó chỉ còn có vài cuốn thôi, cho nên là các thầy đang xin giấy phép để tái xuất bản lần thứ nhất, và cũng sẽ là 1.000 cuốn. Thì cái kinh phí đó thì các thầy có vận động một số mạnh thường quân để lo vào cái phần này, và trong thời gian sắp tới sẽ cho xuất bản và thầy sẽ công bố danh sách. Và cảm ơn những mạnh thường quân đó, nhưng mà có lẽ là sẽ không kịp vào cuối tháng này. Cái tháng vừa rồi á, thầy có thông báo về vấn đề in sách và cái chương trình trong tháng, thì có lẽ là cái nguồn kinh phí mình vận động chưa kịp, cũng như là một số cái sự cố mà mình bị chậm trễ đó. Cho nên là tại vì ban đầu các thầy cũng muốn là làm sao mà in được quyển sách này, và cái người đầu tiên được nhận đó chính là những người bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, xem như là một phần thưởng cho những bệnh nhân đã có những nỗ lực với cái phương pháp này. Và đây là một món quà mà thầy dành tặng cho những bệnh nhân đã ra phòng khám. Nhưng mà có lẽ tháng này sẽ không kịp, bởi vì còn có 10 ngày nữa thôi là chúng ta đã tổ chức cái chương trình hoàn thành phát đồ cho bệnh nhân, thì có lẽ là không có kịp, tại vì 10 ngày nữa thì in không có xong. Thông thường thì in 1.000 cuốn phải in tới 10 ngày lận, vừa in vừa đóng gáy sách, vừa đưa cái số sách này trở về đây qua đơn vị vận chuyển ấy, thì nó cũng hơi lâu. Và cái quyển sách này khi mà tái bản, các thầy sẽ làm quà tặng cho những mạnh thường quân và những ân nhân, cũng như là những ai cần đến nó trong thời gian vừa qua mà đã đồng hành với phòng khám, coi như đây là một món quà tri ân. Và tất nhiên là cái quyển sách này là được cấp hoàn toàn miễn phí, mà hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, nếu như có điều kiện tốt hơn, thì thầy mong muốn rằng cái quyển sách này sẽ trao đến tay của nhiều hơn các bệnh nhân, và nó sẽ giúp lan tỏa cái phương pháp của cha
tới nhiều bệnh nhân, tới nhiều đối tượng khác nữa, để cho mọi người được hiểu được phương pháp này mà có thể sẽ giúp ích mình trong cái cuộc sống, cũng như là có khi mình có người thân mắc bệnh ung thư, hoặc là mình có những người quen, mình đâu biết được có những người mà mình thân thương của mình mà vô tình phát hiện ra căn bệnh ung thư mà mình đi điều trị tại bệnh viện Tây Y mà nó không có hiệu quả, hoặc là đã điều trị rồi nhưng mà không đáp ứng nữa, thì có thể mình sẽ áp dụng cái phương pháp của cha. Thì đây cũng là một cái bước lan tỏa mà các thầy mong muốn mang đến cho tất cả bệnh nhân ở đến phòng khám cũng như là chưa tới phòng khám, chưa có điều kiện tới phòng khám. Nếu như trong chương trình tháng này không kịp thì có thể là qua tháng sau. Qua tháng sau thì cái chương trình viết sách này, cái quyển sách này sẽ hoàn thành với 1.000 bản. Dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho cái nỗ lực đó của quý thầy thuốc ở đây, cũng như là tập thể đã in ra quyển sách này. Là khi mà bệnh nhân đi tới đây, mình phải đeo thẻ nha. Tất cả quý bệnh nhân, mình có thẻ đeo là mình phải đeo. Để làm chi? Để cái phòng khám mình nó quy củ. Và khi các thầy nhìn vào từng bệnh nhân, từng người nuôi, các thầy phân biệt được đâu là bệnh nhân, đâu là người nuôi. Và một cái vấn đề nó quan trọng, cấp thiết mà tại sao mình phải đeo cái thẻ đó, là bởi vì ở địa phương mình, chính quyền địa phương cũng như người dân đã tạo mọi điều kiện để tất cả các cô bác được tới đây để phòng khám, chăm sóc, hỗ trợ điều trị. Bên cạnh đó, cái việc mà nhiều thành viên, nhiều người tới với phòng khám này từ khắp các tỉnh thành, nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng mà quản lý người dân trong địa phương nó cũng trở nên khó khăn hơn cho chính quyền địa phương. Và cũng có một số các đối tượng là có tiền án tiền sự, hoặc là cờ bạc, hoặc là buôn ma túy hay gì đó. Thầy nói chung như vậy là để cho mình hiểu là tránh những cái người đó, mình cũng quản lý được khi mà những người lạ mặt đi vào phòng khám. Mình hồi lúc mà cha còn sống á, là cha rất là kỹ lưỡng trong việc bảo vệ cái nguồn nước, nguồn thuốc trong phòng khám, và không có để bị mất trật tự an ninh. Ví dụ như một người lạ mặt, họ không thích mình, họ vô đây, họ bỏ một cái gói bột mì vô trong gạo thuốc của mình, là nó sẽ ảnh hưởng tới cả một phòng khám và ảnh hưởng tới quá trình điều trị của quý bệnh nhân. Cho nên là phải đồng hành với các thầy, là để các thầy phân biệt được đâu là bệnh nhân, đâu là người lạ mặt, để khi đó các thầy mới quản lý một cách dễ dàng được. Đây là một cách mà bảo vệ cho bệnh nhân của mình nha. Quý bệnh nhân tới đây danh chính ngôn thuận, mình tới đây phòng khám có giấy phép hoạt động, có các thầy thuốc điều trị cho mình, và phòng khám mình làm cái điều gì nó cũng minh bạch rõ ràng, thì những người mà người ta có những cái ý định xấu thì người ta muốn phá mình, hoặc là người ta lợi dụng cái sự địa phương mà đông người như vậy á, để họ trốn tránh về vấn đề pháp luật, thì họ cũng sẽ gặp không có dễ dàng nữa. Cho nên mình phải quyết tâm mình loại bỏ đi những cái tệ nạn xã hội ra khỏi khu vực này. Và cái nhắc nhở thứ hai là mình giữ vệ sinh chung, có nghĩa là rác thải tại những cái khu nhà trọ đó mình cố gắng mình để gom gọn lại, rồi sẽ bỏ rác có nơi thứ tự, chứ mình đừng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm tại địa phương nha. Thầy nhắc nhở như vậy. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ung thư giai đoạn cuối là giai đoạn đầy thử thách đối với bệnh nhân cũng như gia đình của họ. Trong khi các phương pháp hỗ trợ điều trị chính như hóa trị, xạ trị và các liệu pháp khác tiếp tục được áp dụng, việc chăm sóc về tinh thần và thể chất cho bệnh nhân là vô cùng quan trọng. Tại phòng khám cha tự thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chúng tôi đã triển khai một liệu pháp bổ sung nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trong việc giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Liệu pháp ngâm chân, một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, đang dần trở thành một phần quan trọng trong chương trình chăm sóc của chúng tôi.
Liệu pháp ngâm chân mặc dù đơn giản nhưng có nhiều lợi ích đáng kể cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Những lợi ích này bao gồm: giảm căng thẳng và âu lo. Ngâm chân trong nước ấm giúp làm dịu hệ thần kinh và giảm mức độ căng thẳng. Sự thư giãn này có thể giúp bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn về mặt tinh thần. Cải thiện tuần hoàn máu. Ngâm chân trong nước ấm giúp cải thiện tuần hoàn máu, giúp cơ thể lưu thông tốt hơn và cung cấp oxy cũng như dưỡng chất cho các tế bào. Giảm đau nhức. Sự ấm áp của nước giúp làm dịu các cơn đau nhức và co cứng cơ bắp, một vấn đề thường gặp ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Thúc đẩy giấc ngủ. Khi cơ thể được thư giãn và giảm căng thẳng, bệnh nhân có thể ngủ ngon hơn. Giấc ngủ chất lượng và quan trọng có thể duy trì sức khỏe, tinh thần và thể chất. Cải thiện tinh thần. Một liệu pháp chăm sóc đơn giản như ngâm chân có thể tạo ra cảm giác thoải mái và nâng cao tinh thần, giúp bệnh nhân cảm thấy được quan tâm và yêu thương. Quy trình liệu pháp ngâm chân tại phòng khám Cha Tường. Tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Liệu pháp ngâm chân được thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp và tận tâm. Chuẩn bị, bệnh nhân hướng dẫn ngồi ở vị trí thoải mái và chân được ngâm trong nước ấm pha chế với các tinh chất thảo dược tự nhiên. Thực hiện, trong quá trình ngâm, bệnh nhân ung thư sẽ nhẹ nhàng massage chân để tăng cường hiệu quả thư giãn và giảm căng thẳng. Theo dõi. Sau khi hoàn tất liệu pháp, bệnh nhân được theo dõi để đảm bảo sự thoải mái và hiệu quả của liệu pháp. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe phản hồi của bệnh nhân để điều trị và điều chỉnh liệu pháp sao cho phù hợp nhất. Liệu pháp ngâm chân tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không chỉ là một phương pháp giúp giảm căng thẳng mà còn là một sự chăm sóc tận tâm và nhân ái dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi tin rằng với sự hỗ trợ toàn diện về tinh thần và thể chất, bệnh nhân có thể cảm thấy thoải mái và bình an hơn trong quá trình hỗ trợ điều trị và chăm sóc tại đây. Nếu bạn và người thân đang tìm kiếm những phương pháp hỗ trợ điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống trong giai đoạn khó khăn này, hãy liên hệ với phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không của các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí để tìm hiểu thêm về liệu pháp ngâm chân và các dịch vụ hỗ trợ khác mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và chia sẻ cùng bạn. Lê Văn Hoàng đến từ Đồng Nai. Tôi bị ung thư tuyến tiền liệt, đi khám ở bệnh viện Bình Dân á. Rồi nó xét nghiệm là nó nói tôi bị thời kỳ cuối rồi. Rồi tôi đi chụp xạ hình xương đồ đủ kiểu, là nó phát hiện là tôi thời kỳ cuối, là nó nói là bây giờ thời kỳ cuối là chỉ có chích thuốc để cho giảm đau thôi. Tôi chích đau một năm á, rồi kháng thuốc tôi không chích nữa, là cái như tôi không xạ trị không gì hết, là tôi đi xuống đây luôn á. Thì lúc chưa vô đây thì ngày nào tôi cũng phải uống 3 viên thuốc giảm đau, cứ nó đau là phải uống 3 viên thuốc giảm đau. Mà từ ngày tôi vô tới đây tới bây giờ thì tôi không còn bị đau nhức nữa, tôi hết thuốc uống thuốc giảm đau. Còn cái bệnh thì nó thuyên giảm chút đỉnh thôi, chứ cũng gọi là hết thì cũng chưa hết. Thì so sánh lúc đầu thì nó đỡ hơn rất nhiều, đỡ hơn lúc chưa vô đây. Thì bữa giờ tôi ngâm chân cũng được một tuần tôi ngâm được hai ngày, mà bữa giờ tôi ngâm cũng được 10 lần rồi đó. 10 lần tôi thấy nó nói chung cũng tạm tạm được, chứ còn nói về mà hết hẳn thì nó cũng không hết hẳn. Đó là vậy. Cải thiện gì ăn, nói chung là cũng giấc ngủ rồi ăn uống rồi nó cũng cải thiện được, cũng gọi là tạm tạm thôi, chứ còn nói gì mà tuyệt đối thì nó không có tuyệt đối. Thì nói chung là hồi trước thì tôi nguyên đêm tôi không có được ngủ nghe gì hết, còn bây giờ thì nó cũng chợp mắt được, chứ còn nói gì ngủ thẳng giấc thì nó cũng không có được. Nó là gì, nói chung là cũng chợp mắt được, chứ còn hồi trước thì không được. Thì tôi thấy nó cũng có hiệu quả đó, nói chung là nó đỡ đau nhất cái mấy cái bàn chân. Hồi trước là nó tôi bị xâm lấn qua xương, mà thử nó ăn nó cắn ở trong xương á, mà từ ngày tôi ngâm chân tới giờ thì tôi thấy nó cũng đỡ, nói chung là tạm tạm được. Đó là vậy. Anh này ở cũng Đồng Nai, anh tên Nguyễn Vi Sơn, cũng bị gọi là u gan, đến đây cũng gần 2 tháng rồi.
Nói chung cái ngâm chân thì anh thấy nó cũng hiệu quả, bởi vì mình ngủ được, với lại nó cũng đỡ nhức mỏi chân tay. Tôi cũng đang định xin thầy chuẩn bị tuần tới là định đi tái khám á. Thì thấy thầy Thanh cũng có cho đi. À, triệu chứng thì nói chung ra cũng đang đi làm thì thấy người nó ốm quá. Nhà kêu đi khám thì lên nhiệt đới, nó kêu anh có khối u trong gan á. Thì đi qua nhiệt đới nó mới nó kêu mình đi qua bên Chợ Rẫy á, thêm Chợ Rẫy thì qua bên Chợ Rẫy nó chuẩn đoán là mình có khối u trong đó rồi. Thì bắt đầu về nhà định chữa thuốc nam, cũng định chữa thuốc nam á, nhưng mà thấy trên mạng với lại ông anh này nè cũng đi xuống dưới này nè, cái sẵn đi luôn, hai anh em ở trên cũng chung một chỗ á. Từ ngày đến giờ thì tôi chữa thì thấy nói chung ra cũng có hiệu lực, được cũng nhiều. Ăn thì bình thường á, ăn cháo thì tôi ăn bình thường lắm, nhưng mà chỉ có bây giờ lúc này nó hơi mất ngủ. Đang kêu thầy cho ít thuốc ngủ để uống thêm mà. Cũng thảo dược không á. Nói chung ra cái ngâm chân này tốt chứ, ngâm mà nói chung nó đỡ lắm chứ. Thì thật ra nó đỡ nhức mỏi là một, thứ hai nữa đỡ ngủ được, gọi là đỡ mất ngủ, ngủ được mà. Điều đó tốt mà. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi, tâm huyết trước đây được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy
Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được nói và làm như chớ lòng bàn tay? Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui? Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám.